Xin chào các em, chúc các em một ngày mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Ở tuần trước, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu bài số 5, đặc điểm dân cư xã hội của châu Á. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu bài số 6, thực hành, đọc, phân tích lược đồ, phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á. Nội dung bài học hôm nay của chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu sự phân bố dân cư của châu Á. Phần thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phố lớn của châu Á. Bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất, tìm hiểu sự phân bố dân cư của châu Á. Để tìm hiểu phần này, thì các bạn sẽ trả lời cho cô một số câu hỏi sau. Thứ nhất, đọc hình 6.1 sách giáo khoa trang số 20 để nhận biết khu vực có mật độ dân số từ thấp đến cao và điền vào bảng theo mẫu. Yêu cầu thứ hai, sau khi xác định được các khu vực có mật độ dân số từ thấp đến cao, thì các em sẽ kết hợp với lược đồ tự nhiên của châu Á và kiến thức đại học để giải thích sự phân bố đó. Đây là cái bảng mẫu mà chúng ta sẽ làm. Ở trên cái bảng mẫu này, người ta yêu cầu các em sẽ tìm những nơi có mật độ dân số dưới một người trên 1 km², từ những nơi mà có mật độ dân số từ 1 đến 50 người trên 1 km², và tiếp theo nữa là từ 51 đến 100 người trên 1 km², và cuối cùng là trên 100 người trên 100 người trên 1 km². Sau khi tìm xong các cái nơi phân bố thì chúng ta sẽ đến phần cuối cùng là giải thích vì sao có sự phân bố đó. Thì bây giờ cô sẽ lần lượt hướng dẫn các em tìm hiểu. Đây là hình 6.1. Ở trên hình 6.1 này là thể hiện cái mật độ phân bố dân cư của châu Á với 4 cái gam màu chủ đạo. Thứ nhất là cái gam màu vàng dùng để thể hiện những nơi mà có mật độ dân số dưới một người trên 1 km². Còn những cái nơi mà màu da thì dùng để thể hiện những nơi mà có mật độ dân số là từ 1 đến 50 người trên 1 km². Còn cái màu cam thì dùng để thể hiện cho một cái mật độ dân số là từ 51 đến 100 người trên 1 km². Cuối cùng là gam màu đỏ dùng để thể hiện cho những nơi có mật độ dân số trên 100 người trên 1 km². Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào cụ thể từng cái gam màu một. Thứ nhất là chúng ta sẽ tìm những nơi mà có mật độ dân số dưới một người trên 1 km² trên hình 6.1. Vậy thì gam màu vàng sẽ thể hiện cho cái đối tượng này. Thì đây là những nơi mà có mật độ dân số dưới một người trên 1 km². Nhiệm vụ các bạn là hãy đọc tên những nơi ấy ra. Nhìn theo cái mũi tên màu xanh trên hình của cô thì các bạn sẽ lần lượt đọc tên được những nơi đó, đó chính là phía Bắc của Liên bang Nga, phía Tây của Trung Quốc, Pakistan, Ả Rập Xê Út. Đây là bốn cái nơi điển hình mà có mật độ dân số dưới một người trên 1 km². Ngoài ra, nó sẽ còn có ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Thì các bạn có thể quan sát lược đồ và các bạn kể tên vào thêm cho cô. Thứ hai, đến với gam màu da thì dùng để thể hiện cho những nơi có mật độ dân số từ 1 đến 50 người trên 1 km². Vậy thì lần lượt trên hình 6.1, đây là những nơi có mật độ dân số từ 1 đến 50 người trên 1 km². Các bạn hãy đọc tên các quốc gia và vùng lãnh thổ đó ra cho cô nhé. Rồi, lần lượt các quốc gia và vùng lãnh thổ đó chính là Mông Cổ,
một số quốc gia ở Đông Nam Á như là Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia. Rồi tiếp theo nữa là phía Nam của Liên bang Nga, rồi Iran, phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đây là các cái quốc gia và vùng lãnh thổ mà có mật độ dân số từ 1 đến 5 người, 50 người trên 1 km vuông. Tiếp theo là chúng ta đến với cái gam màu cam. Gam màu này dùng để thể hiện cho những nơi có mật độ dân số từ 51 đến 100 người trên 1 km vuông. Những nơi mà có mũi tên có đánh dấu thì đó là những nơi thể hiện có cái mật độ dân số từ 51 đến 100 người trên 1 km vuông. Các em sẽ quan sát lược đồ và đọc tên các quốc gia và vùng lãnh thổ đó ra cho cô nhé. Rồi, lần lượt các quốc gia và vùng lãnh thổ đó sẽ là Trung Quốc, Indonesia, trung tâm của Ấn Độ, các quốc gia ở vùng Địa Trung Hải. Thì đây là một số quốc gia và vùng lãnh thổ thể hiện cho cái mật độ dân số là 51 đến 100 người trên 1 km vuông. Cuối cùng là gam màu đỏ, dùng để thể hiện cho những nơi có mật độ dân số trên 100 người trên 1 km vuông. Vậy thì các em hãy đọc tên những cái quốc gia và vùng lãnh thổ mà có mật độ dân số trên 100 người trên 1 km vuông ra cho cô nhé. Lần lượt các cái quốc gia đó sẽ là Nhật Bản, phía đông của Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ. Ở đây cô chỉ kể tượng trưng một số quốc gia và vùng lãnh thổ. Còn nếu như các bạn muốn kể thêm thì các bạn sẽ quan sát hình 6.1 để các bạn kể thêm các quốc gia đó ra cho cô nhé. Rồi, sau khi kể tên được các cái quốc gia và vùng lãnh thổ thì chúng ta sẽ hoàn chỉnh vào trong cái bảng này. Chúng ta sẽ hoàn chỉnh. Đây là nơi phân bố của các cái quốc gia và vùng lãnh thổ. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần cuối cùng của phần số 1. Đó chính là giải thích vì sao lại có sự phân bố đó. Vậy thì tại sao ở phía Bắc của Liên bang Nga, phía Tây của Trung Quốc, các nước Ả Rập Xê Út, Pakistan và một số quốc gia ở vùng Trung Á lại có mật độ dân số dưới 1 người trên 1 km vuông? Để giải thích được phần này thì các em phải liên hệ tới những cái kiến thức về tự nhiên của châu Á mà chúng ta đã học ở các bài số 1, số 2, số 3 thì chúng ta giải thích cho đúng. Sau khi liên hệ tới những cái phần kiến thức đã học thì chúng ta sẽ có câu trả lời cho cái ý đầu tiên. Vì sao Liên bang Nga, phía Bắc của Liên bang Nga, phía Tây của Trung Quốc, rồi các quốc gia Ả Rập Xê Út, Pakistan lại có dân cư, lại có một cái mật độ dân số là dưới 1 người trên 1 km vuông, là do ở đây có cái khí hậu khắc nghiệt, lạnh giá, khô hạn, địa hình núi cao hiểm trở. Đó là một trong những cái lý do làm cho dân cư ở đây tập trung rất là thưa thớt và có những cái vùng đất hầu như không có dân cư sinh sống. Rồi ý thứ hai, phía nam của Liên bang Nga, Mông Cổ, Iran, phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ, một số quốc gia ở Đông Nam Á có cái mật độ dân số là từ 1 đến 50 người trên 1 km vuông. Nguyên nhân ở đây là do ở những cái khu vực này, những cái quốc gia này có cái khí hậu
ôn đới lục địa, nhiệt đới khô, nhiều đồi núi, cao nguyên, sông ngòi kém phát triển, cho nên dân cư tập trung thư thớt. Thứ ba là vùng địa Trung Hải, trung tâm Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia là những quốc gia, khu vực có cái mật độ dân số là 51 đến 100 người trên 1 km vuông. Nguyên nhân là do ở đây có khí hậu ôn đới, có mưa ở vùng đồi núi thấp và lưu vực các con sông lớn, cho nên dân cư tập trung khá đông ở đây. Cuối cùng, những nơi mà có mật độ dân số trên 100 người trên 1 km vuông bao gồm Nhật Bản, phía đông của Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Ấn Độ. Nguyên nhân là bởi vì những cái quốc gia này có cái khí hậu ôn đới hải dương, nhiệt đới gió mùa, đồng bằng hạ lưu của các con sông lớn và có nhiều đô thị. Đó chính là lý do mà làm cho dân cư tập trung đông đúc ở đây. Như vậy, nhìn vào cái bảng tổng hợp này và quan sát lược đồ hình 6.1 trong sách giáo khoa trang số 20 thì chúng ta có thể rút ra được một cái đặc điểm, đó chính là dân cư của châu Á phân bố không đồng đều. Và cái bảng tổng hợp này đó cũng chính là nội dung ghi bài của các em. Các em sẽ có 3 phút để hoàn chỉnh cái nội dung này vào trong vở học tập của mình. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu xong phần thứ nhất, sự phân bố dân cư của châu Á. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển qua phần số 2, tìm hiểu về các thành phố lớn của châu Á. Nội dung thực hành của bài số 2 này là chúng ta sẽ làm việc với hình 6.1 trang 20 trong sách giáo khoa và bảng số liệu 6.1 trang 19 trong sách giáo khoa để hoàn thành yêu cầu của phần số 2 này.
Yêu cầu thứ nhất là đọc tên các thành phố lớn ở bảng 6.1 và tìm vị trí của chúng trên hình 6.1 theo chữ cái đầu của tên thành phố in trên lược đồ. Yêu cầu thứ hai là xác định vị trí và điền tên của các thành phố lớn trong bảng 6.1 vào lược đồ tự in. Yêu cầu thứ ba là cho biết các thành phố lớn của châu Á thường tập trung tại khu vực nào, vì sao lại có sự phân bố đó. Đây là yêu cầu của bài tập này. Còn đây là bảng 6.1 và hình 6.1 trong sách giáo khoa. Yêu cầu đầu tiên, người ta yêu cầu mình đọc tên các thành phố lớn ở bảng 6.1. Thì trong bảng 6.1 này, tổng cộng có 15 thành phố lớn của châu Á được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé với cái số dân. Đầu tiên là thành phố Tokyo với 27 triệu dân. Thứ hai là thành phố Mumbai với 15 triệu dân. Thứ ba là thành phố Thượng Hải với 15 triệu dân. Thứ tư là thành phố Tehran 13,6 triệu dân. Thứ năm là thành phố New Delhi 13,2 triệu dân. Thứ sáu là thành phố Jakarta với 13,2 triệu dân. Thứ bảy là thành phố Bắc Kinh với 13,2 triệu dân. Thứ tám là thành phố Karachi với số dân là 12 triệu dân. Thứ 9 là thành phố Kolkata với 12 triệu dân. Thứ 10 là thành phố Seoul với 12 triệu dân. Ở vị trí số 11 là thành phố Dhaka 11,2 triệu dân. Số 12 là Manila với 11,1 triệu dân. Số 13 là Baghdad với 10,7 triệu dân. Số 14 là Bangkok với 10,7 triệu dân. Và ở vị trí số 15 đó chính là thành phố Hồ Chí Minh với 5,2 triệu dân. Như vậy, chúng ta vừa đọc tên các thành phố lớn ở bảng 6.1. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta đó là xác định vị trí của các thành phố này trên hình 6.1. Đây là hình 6.1. Chúng ta sẽ xác định vị trí của các thành phố theo thứ tự trong bảng 6.1. Ở cái vị trí đầu tiên đó là thành phố Tokyo của Nhật Bản. Đây là vị trí của thành phố Tokyo ở vị trí số 35 trên hình 6.1. Tiếp theo, ở vị trí số 2 là thành phố Mumbai của Ấn Độ. Đây là vị trí của thành phố Mumbai của Ấn Độ. Thứ ba là thành phố Thượng Hải của Trung Quốc. Thứ tư là thành phố Tehran của Iran. Đây là vị trí của Tehran trên hình 6.1. Thứ năm là thành phố New Delhi của Ấn Độ. Như vậy, Ấn Độ sẽ có hai cái thành phố lớn. Nãy giờ là Ấn Độ xuất hiện hai cái thành phố lớn rồi. Đây là vị trí của New Delhi. Thứ sáu là thành phố Jakarta của Indonesia. Đây là vị trí của Jakarta trên hình. Thứ bảy là thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc. Đây là vị trí của thành phố Bắc Kinh. Thứ tám là thành phố Karachi. Đây là vị trí của Karachi trên hình 6.1. Thứ 9 là Kolkata của Ấn Độ.
Đây là vị trí của Kolkata. Thứ 10 là Seoul. Đây là vị trí của Seoul. 11 là Dhaka của Bangladesh. Đây là vị trí của thành phố Dhaka. 12 là Manila của Philippines. 13 là Baghdad của Iraq. 14 là Bangkok của Thái Lan. 15 là thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Như vậy, chúng ta vừa xác định xong vị trí của các thành phố trên hình 6.1. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là Ấn Độ có tới 3 cái thành phố lớn. Đó là Mumbai, là New Delhi, là Kolkata. Hay là Trung Quốc thì có các thành phố như là Thượng Hải, Bắc Kinh. Thì đây là một số cái thành phố lớn của châu Á. Và các thành phố lớn này là người ta xếp theo cái tiêu chí là số dân ha các bạn ha. Rồi, đây là một số hình ảnh về các thành phố lớn của châu Á. Thứ nhất là Tokyo, rồi Mumbai. Một số hình ảnh nữa đó là Thượng Hải, là Tehran. Rồi, đây là góc chụp của thành phố Seoul và thành phố Hồ Chí Minh. Đó là một số cái hình ảnh minh họa về các thành phố của châu Á. Bây giờ cô sẽ mời các bạn cùng xem một cái đoạn phim giới thiệu về các thành phố lớn của châu Á. Các bạn cùng theo dõi nhé.
đoạn phim về các cái thành phố đông dân của châu Á. Vậy thì đối với phần 2 này thì các bạn sẽ ghi cho cô một số cái ý sau vào trong vở. Đó là các bạn sẽ đọc tên của các cái thành phố đông dân của châu Á dựa vào cái chữ cái đầu của cái thành phố đó. Rồi cái thứ hai, các bạn sẽ rút ra được cái nhận xét cho cô thì các bạn thấy là các cái thành phố lớn của châu Á thì thường là tập trung ở cái vùng ven biển, các cái đồng bằng châu thổ. Vậy thì vì sao? Là vì ở đây có nhiều cái điều kiện thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế, cho nên đó là lý do mà ở khu vực này thường có rất là nhiều các thành phố lớn. Các bạn sẽ ghi phần này vào trong vở học của mình cho cô. Như vậy cô vừa hướng dẫn các em tìm hiểu xong cái bài thực hành số 6. Bây giờ đến cái phần dặn dò về nhà của các em. Thì thứ nhất, về nhà các em sẽ hoàn chỉnh cái bài thực hành vào vở cho cô. Những bạn nào chưa làm xong thì các em làm hoàn chỉnh cho cô. Cái thứ hai là các em sẽ xem trước cái nội dung bài số 7, đặc điểm phát triển kinh tế xã hội các nước châu Á. Các em sẽ đọc trước nội dung của phần này và gạch chân dưới những cái nội dung quan trọng của từng phần để hôm sau cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu cái bài số 7 này. Còn bây giờ thì giờ học cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các em vào tuần sau.